JK Audio, nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, thì đó là cái sự tái tạo tất cả các giải âm bass chung chét rất là tuyệt vời của cái lọc xì Pioneer. Ông mã là model EQ1802, gồm 20 cần, đây 20 band, gồm 20 cần cho một kênh và 2 kênh 40 cần, 40 cần gạt chỉnh cho hai kênh. Do nên lọc xì Pioneer 1802 có giải đèn nháy rất là đẹp, được tái tạo giải âm rất tốt. Thì chúng ta cũng vừa cảm nhận được sự so sánh. Vâng, em so sánh lại đấy ạ. Vâng, đây là nhạc không đi qua lọc xì, em cho nhạc to lên tí. Vâng, nhạc không đi qua lọc xì, nghe rất là bí vì không được can thiệp cắt giảm. Hoàn hảo, vì thế mà nhạc chúng ta nghe rất là khó chịu. Để bật lên này. Vâng, đó là sự so sánh để chúng ta thấy rõ nét nhất cái nhiệm vụ của cái lọc xì Pioneer EQ1802 được xử lý. Vâng, thì đây là sản phẩm mới về với chú Dũng. Chú Dũng chú ở Vũng Tàu. Chú Dũng cho cọc trước bên cháu một ít rồi ạ. Vâng, số tiền thanh toán của chú là còn 1.200.000 đồng. Và đặc biệt đây là sản phẩm mới bên cháu bảo hành cho chú 1 năm nhất nữa, 1 tháng đầu. Vâng, thì cái lọc xì Pioneer này đèn quắc nháy rất là đẹp, nhảy theo sóng nhạc rất là đẹp đấy ạ. Vâng, chú có tâm sự là cô rất thích cái đèn nháy này, vì thế mà chú đã phải đặt bên JK Audio. Sau khi một vòng quanh thế giới các loại kênh audio, loa đài, âm thanh số rất là nhiều, và chú đã quay về với JK Audio khi mà có sự lựa chọn tốt nhất và tư vấn hợp lý nhất và giá thành cực kỳ là tốt. Vâng, về cơ bản thì mặt đằng trước đây của lọc xì Pioneer EQ1802 có một cái màn hình hiển thị LCD rất là đẹp, đang hiển thị sóng nhạc đang nhảy đấy ạ. Đó, equalizer và 40 cần gạt cho hai kênh trên 20 dưới 20. Đó, chỉnh rất là chi tiết ba giải bass chung chét. Vâng, giải bass thì từ 20 đến 600 thì nó là giải bass, từ 800 đến 2 kHz là giải chung, còn từ 3 kHz trở lên là giải chét thì chúng ta can thiệp sao đủ giải. Đó. Thì phía trước đây thì là có các cái chế độ DVD tape tuner AUX. Đó thì là chúng ta chú Dũng chú cắm cổng nào thì chú ấn lệnh ở cổng đó thì là sẽ nhận được tín hiệu. Còn đây là chế độ nào, chế độ thấp, chế độ cao. Thì chú để chế độ cao nghe nó tách bạch hơn ạ. Còn direct này là chế độ so sánh có lọc xì và không có lọc xì. Thì chú tắt đi, chú phải bật chữ EQ lên này. EQ lên nó phải sáng này. Để cho tắt đi này. EQ không có thì nhạc không, nó không được xử lý. Chú bật EQ lên. EQ đỏ này. Thì bắt đầu nhạc được xử lý bởi 240 cần gạt. Và thì bên cháu sẽ tặng kèm cho chú dây jack kết nối đầy đủ với âm ly chú nhá. Và hỗ trợ âm ly cực rất là tuyệt vời. Và bên cháu có dán tem công ty JK đồ bài cho chú 1 năm ạ. Đó, bên cháu đảm bảo rất là hàng chuẩn chất lượng. Và đặc biệt đây là sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Vâng, thì đó là cái sản phẩm lọc xì Pioneer EQ1802 về và chú Dũng ở Vũng Tàu ạ. Hàng rất là mới, đây là hộp đấy ạ. Thì đó bên cháu sẽ bọc nó rất là cẩn thận. Nó có chấp chống chốc rồi nhưng bên con vẫn phải bọc thêm một cái lớp chống chốc nữa bên ngoài để bảo vệ cái sản phẩm của chú đến tay chú vẫn là phải đảm bảo 100%. Vâng, nhạc rất hay. Rồi cháu lại so sánh một lần nữa đấy ạ. Do đây nhạc không có lọc xì hỗ trợ đây chú ạ. Rất bí. Rồi cháu bật lên này. Đấy, nó khác nhau một trời một vực luôn. Hỗ trợ rất tốt. Còn đặc biệt lọc xì có thể kết nối được âm ly, lưng tiếng, vang, cơ, vang số. Vâng, nó đây là thiết bị hỗ trợ cho rằng karaoke được hay nhất, tơi nhất, sạch nhất bởi các núm tinh chỉnh, các cần gạt. Đó, cho ba giải bass chung két rất sâu luôn ạ. Vâng, thì chú Dũng nhá, hiện tại cái lọc xì Pioneer 1802 của chú đang hoạt động rất ổn định. Rồi sau đây cháu xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng ạ. Rồi sau cùng cháu thay mặt công ty chúc chú Dũng và gia đình sức khỏe và chúc chú luôn thành công ạ. Vâng, cháu xin chào chú và hẹn gặp lại.